Mình xin chào tất cả các bạn nha. Nay mấy anh em đi đặt lợp ếch các bạn. Ếch này mình mới vô mồi nãy các bạn ơi. Mới vô xong, giờ mấy anh em chuẩn bị đi đặt các bạn. Đây mình mồi vô bằng mồi cá sống nha các bạn. Này cá sống rồi, chắc không có cá chết ở đây. Còn cá chết. Cá rô. Mấy con cá à, bữa mấy anh em đi thục hang nữa các bạn. Nay vô lọp hết. Vô lọp đặt ếch xong rồi về lựa mấy cái mồi bự bự đem lên ăn tiếp. Mấy con cá rô lớn lớn mình đặt xong rồi mình mấy con ếch nó không ăn nổi đâu các bạn. Rồi chừa mấy con cá lớn lại mình đổ ếch ra xong rồi bắt cá lớn lại để dành ăn luôn. Cá rô cá chê vô đây chơi luôn rồi. Bây giờ mấy anh em bỏ lợp xuống vỏ các bạn rồi đi đặt. Này trời mưa lâm râm luôn các bạn. Bây giờ để mấy anh em đi đặt xong cái dàn lợp này rồi ngày mai mình đi thăm mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Giờ mưa lắc lắc rồi các bạn ơi. Sáng giờ lâm râm hoài luôn. Mình xin chào các bạn nha. Sáng nay mấy anh em đi thăm lợp ếch các bạn ơi. Lợp ếch mình đặt hôm qua. Sáng nay cũng có anh Sơn ở Sài Gòn xuống chơi các bạn. Anh Sơn xuống rồi tối. Giờ mấy anh em sáng nay mấy anh em đi thăm lợp ếch luôn các bạn. Mới qua tới chỗ các bạn ơi. Thông thì thăm ở trên kia rồi các bạn ơi. Cái thông thăm ở trên cái bờ kinh trên đó. Mình với núi với đen thì thăm ở dưới kinh này. Ở trên thì có chuột nó quay cho Lý Thông đi thăm các bạn. Giờ có chuột quay tiếp thì mấy anh em chia ra đặt hai điểm đó, thì mình đi quay nó dễ hơn. Ai thăm cũng quay được hết. Ở khi nó đỡ tốn thời gian của mình đó các bạn. Lúc trước đặt mỗi người một chỗ, vậy là phải thăm người này xong cái mình mới quay lại thăm người kia. Nó mất thời gian nó lâu lắm các bạn. Giờ chuột đi quay cho Lý Thông thăm ở trên kinh trên kia. Mình thăm ở dưới này. Điểm này là cũng điểm cũ nha các bạn. Điểm này cũng đặt nhiều lần lắm rồi. Mà hôm rồi cũng tháng mấy rồi, không có qua đây đặt. Bữa nay qua đặt lại. Lúc xả lúa tới giờ, bây giờ lúa lên cao mới qua đặt. Này gắn kiếm hết về làm món đãi anh Sơn bữa đen. Dán đây, muốn dán như thế nào đây. Cái đầu tiên nhích nhích cá nhích nhích á. Ồ được một chú chứ còn chú là được rồi, cá là có chú là được. Cá còn lại ăn luôn. đặt cá sống rồi cá bự chừa lại đem về nhà ăn luôn. Được một chùm luôn. Được. Lớn không? Không lớn hơn rồi, đều nữa thôi. Bà con lứa. Chỉ là có mồi rồi. Cái này là mình bỏ mồi cá vô anh. Rồi có mấy con cá rô đó. Mấy cá rô cá sạch rồi. Nó còn sống rồi bỏ đại vậy đó. Nó vô con nào bự quá nó ăn không được cái mấy con cá đó mình đem về mình ăn tiếp. Đã mất hả? Ngay chân đường đi luôn à. À, để mất con cái đây các bạn ơi. À, được con ếch lớn hả bạn ơi? Ăn hết hai mồi luôn. Ăn
Con hả? Con bự. Ăn con cá. Còn con cá. Cá nhỏ nhỏ nó mới ăn nổi, cá lớn nó đâu nuốt nổi. Dàn lợp mình về đổ ra ếch với cũng lấy ra được cả ký cá rô á nha nè. Cá rô lớn lớn của mình cả ký lô luôn á. Hai chú. Hai con còn con cá rô bự nữa ha. Còn chứ. Cá rô lớn quá đâu ăn nổi, cá rô nó để về mình đổ ra mình kho ăn. Để về ăn nổi cá rô đó. Được không? Bên đây thất bại rồi bạn ơi. Xong rồi. Còn bên kia nhiêu cái nữa? 9 cái nữa. Còn 9 cái bên kia nữa bạn. Cuốn vớt này em 9 cái. 9 cái qua bên bờ bên sông bên đó. Hai cái luồng luồng của đen với luồng của núi này chắc đi về ăn cá rô rồi. Lấy mồi lại ăn rồi chứ không lấy ếch. Còn hy vọng ở luồng của Lý Thông bên đó biết sao. Luồng Lý Thông mà giống bên đây là ăn cá rô thiệt á nha. Dạ luôn không? Lội qua sông bên kia các bạn. Đây có cái cầu nè. Mà bị chìm rồi. Lần lần đi qua. Đặt cái dưới kinh này tương lai hơn trên ruộng. Trên ruộng nãy giờ quất không à. Lộc không. À, có con nữa. Dưới kinh bữa làm được hơn à. Ừ. Cầm động. Mấy cái mé đó đục xuống, mấy cái mé đó mới ngon. Rồi hôm qua lại đặt trên ruộng hết trơn luôn. Hôm qua nước cao. Nước cao hả? Cao dữ lắm, đâu có đường thế đâu kìa. Nước lên tới mặt trên đó đó. Đặt gặp tới cái này. Ồ, cá ăn con là mừng rồi chứ. Nãy giờ phía bên kia chứ quất không. Tại con nuôi làm như mát tại hơn con đen á. Không còn bên Thông nữa, bên Thông. Rồi, con mèo. Cá tình hình không ổn, cái này cam hay là quýt ta? À bưởi ta. Cam. Này chanh hộp anh. Chanh không hộp. Cái nào cái đấy khủng luôn. Quá trời ha, chanh nhiều ha. Chanh không hộp hả? Được. Ừ. Vậy đi. Đó, tán mấy ít dài mới sướng nè. Vậy đi. Ừ. Đó. Bự. Là cái mà được hay không? Vô ít già. Ít về sào lăn rồi chứ ít kiểu này tiêu rồi.
mấy cái mít cũng cháy hết hồn luôn ha. Mít nhỏ nhỏ mà cháy quá trời cháy. Mèo nữa vậy. Méo luôn hả? Trời ơi, cây chanh đây là trái quá trời trái luôn. Quằn cây luôn. Trái bự bự không? Cái đó hết luôn hả? Rồi. Kiểu này bây giờ chỉ có nước cây hy vọng bên Lý Thông thôi các bạn ơi. Với sư huynh với mà sư núi là thấy rồi. Không đủ ít ăn rồi. Nãy giờ chừng ký ngoại gì hả? Mấy chục cái lộc có ký ngoại tiêu rồi. Lỡ có 2 cây số. Bây giờ hy vọng là bên Lý Thông thôi. À, mấy anh em lội dài dài ra các bạn ơi. Lý Thông mà chảnh chắc thăm rồi. Lý Thông mà có 2 mấy cái rồi phải không? Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi tiếp tục, sáng nay tiếp tục đi thăm lập ếch các bạn ơi. Đi, mình đặt lập ếch hôm qua. Còn anh Đan với anh Núi sư phụ thì thăm đằng kia các bạn, chỗ anh Núi với anh Đan đặt á, nhờ chuột đi quay mình đặt riêng nha các bạn. Còn anh mấy ảnh thì đi thăm đằng kia, tại đặt 2 chỗ đó các bạn. Đây là thăm cái đầu tiên nha, nguyên cục đất lên luôn. Được 2 con cá rô, không có ếch nào luôn, mớm rồi bạn ơi. Cái đầu tiên không có con gì chứ, còn 2 con cá nguyên si. Trời ơi, nãy giờ 6-7 cái mà được có 1 con một bạn ơi. Hy vọng mấy cái trống nha các bạn, chết rồi chân này. Hôm nay anh núi với anh hai đang cười chết luôn, đặt 6-7 cái mà có 1 con một. Hết đủ ăn nữa. Ơi nãy giờ này, cái này có dấu giò nha. Sao đây? Thấy có dấu giò màu vào nè. Trời ơi, 1 em nữa. Thấy có dấu giò đấy, có tương lai các bạn. Mà được có 1 con à. Kiểu này xong rồi. Chắc bỏ nghề đặt ếch luôn á. Ở đây thấy im quá các bạn, hai bên mé bịch thù hết trơn nè, lúa cũng nhóc trơn mà không có ếch này, chắc bị người ta đặt hết rồi quá. Đục đen cái nữa các bạn ơi, chỗ này có dấu giò quào nè, dấu giò nhiều luôn á, mà không biết có ếch không đây. Trời ơi, dấu giò nhóc trơn luôn, có 1 con rồi, có 1 con rồi các bạn ơi. Nãy giờ từ nãy giờ cả chục cái lợp mình có ba hết, quá buồn. Còn gì buồn hơn nữa đâu. Này về bắt cá ra cá bự lửa, cá bự ra kho ăn luôn, tại mình hôm qua mình đặt bằng mồi sống đó bạn, không có cá chết vẫn không có mùi bạn ơi, chắc phải không có mùi nó không vô. Rồi được 1 con nữa. Hôm qua mình bắt mồi sống không nha các bạn. Tại cá mình đi mò hang đó, về cá sống không à, không có cá chết. Bởi vì nó không có cái mùi á. Nên cá ếch nó không có vô, ếch vô. Hay là tại đặt không dính thì mình nói gì á.
rễ qua luôn. Rồi đây có vô giò nữa rồi. Có vô giò là có hy vọng nha bạn. Vô giò lừ chưa nè. Rồi sao mà ngoài này trống mà có ếch ta. Ồ, hai con ếch bự các bạn ơi. Nhảy tung 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 tung. Hai con nha các bạn. Hai con ếch bự không à. Nãy giờ mà được gì không thì về có nước mà nhét đầy con heo luôn. Thắt thu quá, sớm giờ mới ra đây. Được hai cái này là nhiều hả bạn. Còn khúc có trống là bó tay. Quá trời cá ở phương mà chụp ơi. Ủa, bấm 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 nha. Đang muốn cũng non quá nè. Đây tiếp tục một cái nữa các bạn ơi. Còn đây nó cỡ 3 cái nữa hết rồi nha bạn. Không thấy dấu giò chân gì. Ồ, không có dấu cũng được hai con nha. Hai con các bạn ơi. Con này trống gì mà có ếch rồi. Còn trống bịch quá mà không có các bạn ơi. Bịch quá mà 5-7 cái mới được một con. Còn con này 1 cái, 2 con, 3 con. Cái này 4-5 con luôn bạn. Tiếp tục đen cái nữa các bạn ơi. Dấu giò dấu gì trơn vậy nè. Rồi xong luôn. Không có con gì luôn. Nãy giờ mới dính được 3 cái liền cái nổ nổ mà. Bây giờ không dính luôn. Thấy dính được 2-3 cái liền cái nổ là cái khúc này có ếch đâu. Giờ lấy cái này chắc quá. Chắc dù gì chắc cũng được 1 ký mà. Bây giờ ếch đâu không thấy thấy giờ cò chim gì không mà chàng. Một con. Này một con có đỡ hơn không? Có một lần thắt gì cũng phải 3 kg lô mà lần này chắc 2 kg không được nữa. Mình đặt đây có 23 cái nha các bạn. Còn anh Núi với anh Đen với sư phụ đi bên kia đặt tới 3 mấy cái lận. Hy vọng là của anh Núi với anh Đen dính nhiều nha bạn. Của mình bữa nay mớm rồi. Quá mớm rồi. Nãy giờ chưa được 1 kg lô nữa. Hai con ếch, một con cua. Cái này được 2 con ếch các bạn ơi. Hai con ếch, một con cua nha. Nhảy lung tung beng nha. Rồi còn cái nữa hết rồi các bạn ơi. Này cắm câu cũng im nữa bạn. Đó, con cá ục. Không phải giờ bấm 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 nha. Rồi cái này nó cái cuối các bạn ơi. Cái này là cái cuối cùng luôn rồi. Sao đây? Phải không ta? Ủa chưa chưa chưa, còn cái nữa. Còn cái cuối nữa. Còn cái đang. Rồi không có con gì luôn. Quất luôn. Phải không ta? Phải cái này cái cuối không ta? Vì còn cái nữa bạn ơi. Còn cái nữa mới hết. Quên. Xíu nữa bỏ sót con cái à. Rồi cái này mới thật sự là cái cuối cùng nữa bạn ơi. Mình có làm dấu cục sình đây nè. Không thấy dấu giò dấu gì hết trơn. Ờ hai con lên lại. An ủi bạn ơi. Hai con. Hai cái cuối cùng. Chính an ủi. Nãy giờ ếch cũng trọng trọng hơn nha bạn. Không có ếch nhỏ. Ếch thiệt nhưng mà ếch cũng bự bự không à. Rồi hết rồi bạn ơi. Giờ mình lội dài vô, mình gom dài vô nha. Rồi xong các bạn ơi. Anh em nãy giờ lấy ra tới đây các bạn. Giờ để đây các bạn ơi. Đợi
để sư phụ với anh đang với núi lấy thăm dài ra nha các bạn. Chứ không biết có gì không biết chứ ở đây nãy giờ mình đếm được có 17 con các bạn ơi. 23 cái mà có 17 con hết rồi. Đây, mấy ảnh ra tới đón mình nữa bạn ơi. Không biết hai ảnh kiếm nhiều không biết mình thấy khéo queo rồi. Hàng quá trời hàng. Đây của Lý Thông các bạn ơi, Lý Thông với khu chuột. Hai anh em thăm ở bên đây. Cũng được ít rồi các bạn ơi. 17 con à. Mấy ếch cũng trọng trọng rồi. Bự không à. Này đủ ăn à, chứ bán thì chưa có. Tết này nhà anh hai ơi. Đây tao mong đủ ăn đây. Đủ ăn thôi chứ đâu cần bán đâu. Không biết đủ ăn tao nói là mày mà móm cái nữa thì thôi. Không có ăn luôn. Về lấy cái ở bên đây chừng ký ngoài cái gì? Này ký ngoài à. Em cũng ký ngoài à. 17 con. Ký ngoài á được chắc cũng 3 ký đủ ăn. Rồi. Xong hết rồi bạn ơi. Giờ mấy anh em về thôi. Chắc được khoảng 3 ký à. Đủ ăn thôi. À, mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Giờ đang đổ ếch ra. Có được mấy cái mấy ếch già. Còn nhiều ếch. Rồi không mà bữa nay cũng thất bại các bạn ơi. Nay chắc cao lắm chừng 3 kg. Rồi. Đây cũng được ạ. À. Cũng nặng nặng nha. Cần thử đây không? Chắc cũng chừng chèm 3 kg à. Ếch lớn. Đây căng ra chuột căng lớn để nó khỏi lật có bự nhất 3 ký thì mình lựa ra 2 ký ít lớn thôi là dư ăn rồi. Ai chọn ra đúng nha, ai nhiêu 4 ký 1, cái này cho 600 gram đây còn cũng 3 ký rưỡi. Rồi trên 3 ký luôn rồi. 3 ký rưỡi các bạn ơi. Cái này quá thắt. Nhờ ếch lớn ha. Ếch nó rồi. Cái này anh em lựa mớ ếch lớn ra chút nấu xào lăn nha các bạn. Đây, thành quả thâm lập ếch của mấy anh em về các bạn. Lựa mấy con lớn ra. Cái này chắc cũng 2 ký mấy ha. Ếch này bữa nay cũng không có nhỏ các bạn, lứa lứa rồi. Này núi làm món cà ri ếch nha các bạn. Cà ri ếch. Này củ hành. Tây. Bài tây. Ri ếch một nồi cà bá lửa luôn. Sỉnh luôn. No màu nhỉ? No, cái nồi cà ri này no rồi. Sẽ ăn tới chiều. Quá to rồi. Rồi xong hết rồi các bạn ơi. Đây là thành quả buổi đi thăm lập ếch của mấy anh em. Về núi làm món cà ri ếch nha các bạn. Một nồi chà bá luôn. Múc ra dĩa còn mấy dĩa này nữa mà. Mặn hết luôn rồi, mặn còn 2, 3, 4 con nữa hết rồi. Còn ngon nữa. Ê, ăn với bánh mì các bạn. Thì nay có Sơn xuống chơi với mấy anh em. Sáng cũng có đi giao lưu thăm lập ếch nha các bạn. Giờ về làm món ếch cà ri mấy anh em làm xương xương các bạn ơi. Làm giờ lon cái ăn. Bởi vì nếu mua bánh mì hơi bị nhiều nha. Ăn no luôn rồi. Rồi rớt đi. Nước này thắt nha các bạn. Này 3 ký rưỡi à. 3 ký rưỡi. Cỡ bữa hổm. Này thắt mình em làm bữa chúng bữa thắt chúng hoài ít đâu mà đủ. Rồi giờ vô một cái đi.
Dạ các bạn ơi, này rót vô. Không muốn thì cũng hấp miếng thôi. Nhắm môi à. Mời các bạn mời nước đá không mà cái gì. Rồi ơi. Rồi. Vô các bạn ơi. Xin mời tất cả các bạn luôn nha. Sáng nay mấy anh em làm xương xương cái món ếch cà ri nè. Đã nha. Sang vô vô miếng bia cái mát hả? Mát. Vô cái đầu mát đó, mấy cái sau không biết sao. Cái sau là cái đầu mát nè. Hơi lấn lấn lửa một tí cho nó sôi sôi tí lên không? Tắt luôn rồi. Nhắm lên, nhắm lên. Nhắm lên sao tắt luôn. Đúng không? Quẹt không? Quẹt. Rồi. Lớn vậy cho sôi rồi lên rồi. Sáng lạnh lạnh này phải nóng nóng rồi ăn mới sướng nha. Rồi. Rồi rồi. Rồi. Mời đi Sơn. Thử miếng ếch đồng rồi. Nãy cũng lội dữ lắm rồi. Về ăn mới thấy ngon chứ. Tự tay đi là ăn mới ngon anh Sơn. Có 2 cây số. Lội ra lội vô cũng gần 2 cây số luôn á. Bạn ăn miếng này trước bạn ơi. Em ngán cái đường lội đó bởi em không dám đi đường đó. Các bạn miếng ếch đồng nha. Chá nắng hay tối rồi, các bạn dùng miếng ếch đồng các bạn ơi, mới đi thăm lợp sáng nha các bạn. Rồi các bạn nha, đừng nóng hay không. Mời các bạn miếng ếch đồng các bạn ơi. Ếch nấu cà ri đây mềm hơn rồi không? em không gắn à. Rồi không gắn em không, để anh ăn thành quả của anh cái. Xin mời các bạn miếng ếch đồng nấu được kia các bạn ơi. Đây, thành quả của anh em. Sáng tưởng thất thu rồi chứ. Đừng sáng sôi sôi, không ngại trời mưa, dầm mưa dãi nắng. Thôi cũng được. Có nhiều vậy nữa không, chúng đang làm hết luôn. Thử cái nồi này chắc ăn tới chiều quá. Rồi, vô canh đây đi. Dựng máy ngồi thưởng thức miếng ếch đồng chứ. Mời các bạn luôn các bạn ơi. Vô các bạn ơi. Vô các bạn ơi. Bả nha. Rồi, mình xin phép dựng máy các bạn. Ăn cái đó luôn thì 4 kg mấy à? 3 kg rưỡi, 4 kg mốt và trừ đó 600 g, 3 kg rưỡi. Mặn cái còn chưa có mấy con hả? Không qua vậy. Anh lấy con đây. Ít thằng chịu à? Thằng chịu, chưa quá thằng chịu. Mới là anh Thuận. Cảm ơn là không có chút ai. Cái đồ gì? Ăn chưa ăn gì ăn. Ăn hết rồi, no rồi đó. Thưởng thức một miếng nè. Nãy còn chừa chừng nửa tí à? Không, cái này bổ à. Ba khí làm hết luôn. Bên đây. Miếng ớt kia này. Lan tay. Các bạn ơi, xin mời các bạn nha. Thưởng thành quả mấy anh em đi thăm lục ếch. Em với chuột thì hy vọng rằng anh hai với anh núi, có anh núi, anh núi này hy vọng rằng em. Hy vọng ngược lại. Thấy cái đường em mới đặt xuống rồi. Chú Quốc. Có. Đường đặt quá đẹp. Bên đó là cái thùng muốn hết rồi. Đặt sắp ếch rồi. Rồi mốt bên chính sau có đặt chuyển dùng khác nữa. Chừng đó cũng cả tháng mấy rồi ha. Mấy rồi có đặt. Đặt lại cũng có. Lúa. Tinh nó bơm khô đặt có lại đó. Sáng cá chê quá à. Trời tinh nó hơn. Dạ. 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 Đi mò cá ở dưới tinh trên này rồi. Mời các bạn luôn rồi. Các bạn ơi. Từ ngày máy bên đây hả? Bên
Để các bạn ăn miếng bánh mì chấm cà ri luôn nha các bạn. Thấy không, mua bánh mì quá khủng. Ở như quê bánh mì ăn cái người nhỏ ăn no nữa. No. No. Có nhiều mới vô ăn hết hết mình lạnh lên xem còn nhiều lắm, anh nói nấu nhiều lắm còn nồi nữa quá, bữa nay nấu là nhiều luôn á, bò bay dữ này mà bữa nay thắt tại buồn làm hết luôn ăn như đã luôn, còn bây giờ ít quá rồi bán không đủ làm hết luôn chứ để lỡ cỡ đến ngoài trời lại mấy con làm hết luôn rồi, làm mấy con nhỏ nấu một nồi luôn rồi. Anh không thất thu cái này, Tết là chuyến này cho ra đầu đường thất tốc. Cắt cái này cũng giảm rồi à. Cái này gặp cắt lên. Này cái này lúa là bơm nước bơm ra, đường mương có cá con á. Hết heo ăn. Với ít chạy du lịch. Giảm. Giảm rồi. Lúc mới xạ. Mời các bạn luôn các bạn ơi. Mời các bạn luôn bạn ơi. Mời các bạn ơi. Đặt 9 cái dính mấy cái lồ quá đã, bữa nay khách vô đó 9 cái cho quá chạy được con cá hai con không chạy không nào, bây giờ đó im quá mà em thấy vô đó, em thấy vô đó đặt nhiều lần rồi mà loại có ít thiệt mà loại sao á, em nhát em lồi tóc đầy đều núi để em ngoài này có thiền á, 9 cái trong đó chạy nhóc luôn à. Chiếc này ăn quen tôi đó, chết quá. Không thì mới vô mấy cái lần mà em tưởng nó đi rồi. Lên đây à. Vô thăm 6 cái đầu tiên, chiếc quốc không có một con nữa, nó rồi rồi. Bữa nay bị tổ chát rồi. Lần này cũng dính rồi, để con đầu tới dính được thì dính liền tới con hay bên mình, bên đây dính hết ít bự hơn bên dạ. Của em á, bên em thì dính nó đều đỡ cái là bên này hết cũng trọng anh được trọng mà nhỏ không có ít nhỏ, bên đây ít bự đều luôn. Nước chưa hấp này mất hai cái anh không cả, này mất hai cái lật tặc nữa ha, năm lập ếch mà cá nào có dưới bụng nha, mương cá dưới mương á, mà hang bệnh như thế mẹ, hang được một con à, chút đi mò được, xách cái nơm theo, cái đó hồi đó ấy, hồi cái... sáng mình đi chỗ đó thấy cá nhiều hơn luôn, hồi đó đi nhớ cái dặm dấu, bên chỗ thông thì cũng nhiều mà chỗ thông đặt dặm dấu á, dặm dấu giữa đúng không mương nha, cho cái chê nó chui xuống hết á, luôn bên chỗ anh thông, cái đi đằng sau tạt nước cho cá ăn nhiều nữa, giờ còn hôm bữa mà anh đi kéo con mà làm sao mà mình thấy con cá đó mình nôm nó được, nó chuối anh, nó chuối lên tim á, chuối nó lên sình rồi có tim rồi đó, lắm thấy tim đó mình nôm đứng đi mạnh đi nhẹ nhẹ thôi, đi vừa lại nó thấy nó chú rồi đi vừa lại cái sông nó lên ba cái tim cuối cùng á là nôm ngay cái tim đó là dính rồi, còn đi mạnh quá là nó tản cái tim nó đi mình đúng cái đường đó sống nó lùa tim lùa đi sống lùa tim bên mình nôm chệch đó, rồi nhiều khi nôm cũng lên lưng con cá luôn á, còn nó chạy luôn
nó quay đầu vô thì nó chạy vô cái nơm, mà nó quay đầu ra nó chạy luôn. Mời các bạn luôn các bạn ơi. Mời các bạn luôn các bạn ơi. Mời các bạn luôn các bạn ơi. Vô các bạn ơi. Thì mình cũng xin mời các bạn lên này nữa, chắc mình xin kết thúc video ở đây các bạn. Chắc mấy anh em cũng còn làm xương xương như đây hết tuần này em ba. Chắc không nổi rồi. Tại chút còn đi làm nữa các bạn ơi. Chắc mấy anh em đi mò cá nữa các bạn. Nên làm người dài lon ăn thôi các bạn ơi. Chút đi mò cá chắc chiều mới chơi tới bến được. Giờ này chơi tới bến cái là chiều quẹo ngang luôn. Thì thành quả mấy anh em đi thăm lục ếch về tới đây nãy mình căng cũng còn được 3,5 kg các bạn. 3,5 kg mà làm chắc cỡ 3 kg luôn rồi. Còn mấy con ếch nhỏ bỏ lại thôi các bạn ơi. Một nồi chà bá luôn ăn cái này tới tối luôn rồi. Nhưng chừng sáng nay là còn mua bánh mì chấm ăn sáng nữa đó. Làm cái này ăn cho đã luôn rồi. Thôi giờ xin mời các bạn nha. Giờ mấy anh em xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.